Mình nướng cá đói nha anh em. Nướng ăn cơm. Mình nhìn cái đói nướng anh em à. Bao ngon luôn. Quay mình em ơi. Im chưa? Cái đống này siêu sạch luôn. Trời ơi là trời. Nãy nó dọn thịt hết kia luôn kìa. Mà không hoài vậy tới chiều cũng được nữa. Khỏi mất coi gì mất hoài. Cái đói màu chín mà phải không? Cái đói màu chín mà. Cái đói nãy chín không anh em? Tôi mới nướng chút xíu chín nè. Tôi ăn với cơm luôn. Ôi trời, đi qua cũng được đó đứt. Người yêu mẹ đứt. Năm năm luôn trời. Chín đây nè. Kiếm gì buộc lên cái dây lòng thòng nữa là gì? Quá trời trứng luôn. Có món ngon luôn. Minh. Cái gì? Cái đói mới săn được nè. Cái gì? Cái đói. Cái đói dưới đây luôn hả? Ờ. À, nãy nó đi mì mấy trăm con em với Duy bắn hai ba con mà lụm được con à. Thơm lắm anh Minh. Ủa sao này trước nhẹp vậy? Gớt xong hả vậy? Gớt xong. Anh em thấy cái đói chín chưa anh em? Ghiền cho anh em. Tới luôn anh em ơi. Cái đói hả? À, thơm lắm trứng không mà, bắn nhớ quá trời luôn kìa, bắn không? Sao? Ôi nghe mùi ghê dưới xe cái mé này nè. Vô rồi, vô rồi. Ăn không? Ăn xong ăn. Nè, nướng đi. Em quay nè, chín ơi. Khét ơi nè. Ăn trứng nha, dạ ăn trứng nha. Thơm lắm á. Bá cháy luôn trời. Trời trứng nó bận, không bày luôn. Ăn bày luôn hả? Ừ. Ừ, lửa nó mau chín mà. Ừ. Rồi ăn đi. Chưa. Con nó có cục trứng á. Ý trứng kìa anh em ơi. Tới luôn anh em rồi ăn đi. Cầm ơi, mẹ quốc đi. Có nước mắm kìa. Nước mắm mặt điện nước mắm hả mẹ anh em. Ủa sao nó ngọt cái gì? Ê cái này ngon nè kìa chị ơi. Chị ơi mà nè, nó ngọt ngay hay chị trứng nè. Ôi rồi sao không mẹ nó. Anh Đức. Nè cái đầu đi, ăn cái đầu đi. Em ăn không ăn cái đầu. Cá nữa vậy em ăn đâu. Đây nè, cái này nè. À, cái này được. Nè. Nóng. Ăn đi. Ăn cơm kìa. Ngồi ngay vậy. Cái đó nè nè, thịt ngon dữ trời. Cái bím này ăn được không? Ừ. Ôi sao mà nó ngọt như vậy? Anh Minh cái bím này ăn được không? Được, được ăn cái này nè. Ăn cái này nè. Nè. Bỏ ruột đi. Da nóng. Ngồi ngay vậy. Anh ăn đi, ăn cơm kìa. Rồi anh em ơi, xong cái đói đó kìa anh em. Tôi giờ ăn cơm cơm. Nè tôi bắn mà tôi ăn được cũng miếng anh em. Rồi tôi ăn cơm. Quá im luôn. Kiểu này dắt anh em xuống bắn cái đói nhậu quá.